Xin chào các bạn quay trở lại với kênh video của chúng tôi. Hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn sản phẩm máy cưa xích cầm tay Husqvarna HB381, là chiếc máy chuyên dụng dành cho gia đình, dùng để cưa các loại cây gỗ lớn. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản, có độ chính xác cao, đem lại hiệu quả tối ưu cho công việc và thời gian sử dụng lâu dài. Bây giờ chúng ta cùng xem chiếc máy này như thế nào. Tôi sẽ khui thùng ra để xem bên trong có những phụ kiện gì. Khi các bạn khui thùng ra thì bên trong sẽ có một bình pha xăng. Đây là sách hướng dẫn sử dụng. Bịch phụ kiện để lắp ráp máy. Và đây là thân máy của chiếc máy cưa xích HB381. Chiếc máy cưa xích HB381 này chắn với tay cầm rất là vừa vặn và chống trơn trượt. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.